em các bạn chào tất cả các bác nha Hôm nay lên cho các bác những cái mẫu gọi là vừa mới, vừa cũ, vừa lạ mà vừa quen luôn các bác ạ à. Đặc biệt là mẫu 1, mẫu 2 này, mẫu 3, mẫu 4 này Ôi em thấy mẫu nào cũng rất là lạ và cũng thú thật với các bác Với bác nào mà xem clip của em nhiều thì các bác sẽ biết đây là những cái mẫu mà em đã từng lên Nhưng mà đôi khi nó bị bỏ quên Hôm nay em băng ra, cải tạo lại, tuốt phát lại, chỉnh trang lại và lên clip cùng tất cả các bác đây Đối với hàng hôm nay em lên Thì cái giá cả của nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều So với cái giá gốc ban đầu của em bán Thậm chí có những con em đã không làm nữa Không còn làm nữa Bởi vì nó quá khó Nhiều bác đặt em không làm nữa rồi Ví dụ như là mẫu số 3 chẳng hạn Thì thực sự là lâu lắm rồi Không làm lại mẫu số 3 Hơi hơi khó một tí Mẫu 1, mẫu 2 Thì là đang cách tân cái lưỡi nó đi hơi nhọn Hơi cong Em thấy cũng rất là ok Sau đây mời các bác của em tham khảo sang cái mẫu 1 Đối với em các bác nhé đấy con này thì là thực sự là nó được bỏ nguyên hơi lâu hôm nay mang ra tút tát lại cho bác lưỡi nó hơi cong hơi nhọn một tí nhưng mà độ cong ở lưỡi thì cực kỳ cực kỳ là mềm mại các bác nhá mà chất liệu thì em quên chưa nhắc đến là con này hiện tại đang sử dụng là dòng vòng bi mài trắng cán gỗ sử dụng là dòng gỗ cẩm nam mà đặc biệt nhá cán này đang ba tầng khâu đồng cán này thuộc hệ gọi là cán vip pro max của em đây con này đợt trước mà bác nào mà đặt con này với cái hệ cán này thì nó không không dưới chín trăm nghìn đúng không ạ đối với con nào mà sử dụng cái cán khó và đẹp như con này thì là em sẽ để rơi vào khoảng 850 đến 900 nghìn một con Trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ để cho tất cả các bác chỉ có giá là mã số 1 Thì điều chỉnh giá xuống cho tất cả các bác là 690 nghìn một em các bác nhé Đến mã số 2 thì mình sẽ đến với cái dòng ốp đồng ngày xưa ấy thì em lên cái con tan tô này thì là lưỡi nó sẽ ngày trước nhá. ngày trước thì nó sẽ sẽ không không có ốp đồng như bây giờ à, con này em đang có một con là ốp đồng ở phần cái cán nó tạo điểm nhấn và đặc biệt này lưỡi nó hơi nhọn và lưng nó hơi cong nhìn con hàng nó cực kỳ đẹp và cân đối về cái lưỡi nhá cái về cái dáng lưỡi thì mình không có việc gì phải lan tăn và bàn cãi các bác nhá về cái dáng lưỡi thì em quá là ưng ý về cái dáng lưỡi rồi à, vỏ hiện tại là đang sử dụng là dòng vỏ gỗ cẩm nam các bác mình có thể um, để Phun bóng như thế này để giữ màu gỗ Hoặc là mình có thể báo em Mình mài lại, mình bỏ cái lớp bóng Mình để màu gỗ nguyên bản Thì hai cái con này đều rất đẹp Và ưu tiên cái con này là một cái dòng lưỡi rất là cong Đẹp Giá hôm nay điều chỉnh cho tất cả các bác Chỉ có là 590.000 Các bác nhé, 590.000 Đấy là mẫu số 2 Điều chỉnh giá từ hơn 700.000 xuống 590.000 cho tất cả các bác Bởi vì thực sự là nó sót kho Nhưng mà mang ra tuốt tát lại cho các bác Thì quá gọi là ok rồi Chất lưỡi vẫn là vòng bi và đặc biệt Đều là những cái con có những cán rất là tỉ mỉ và cẩn thận Như mã số 3 hôm nay em lên cho các bác đây con này phải nói là sau khi mà em lên con hàng này về sau em còn làm được vài con nữa nhưng về sau em không làm nữa bởi vì thực sự rất là khó cầu kỳ trong vấn đề mà làm sao kết hợp được cả cán và cả lưỡi nó để cho nó lên một cái tầm gọi là nó đẹp nó đẹp thực đẹp thì con này phải nói là bỏ công thực nhiều và thợ phải nói là cực kỳ là tỉ mỉ về sau là nhiều bác đặt nữa nhưng thực sự là em không thể trả hàng được mẫu này. Hiện tại lưỡi này đang rơi vào là 25, lưỡi hơi tù xuống và có cái đường kẻ lạnh trên thân dao, ốp đồng hoàn toàn ở hai đầu dao các bác nhá. Chốt hai đinh vào ốp đồng Nếu bác nào thích cái cán cầm tầm tay một chút thì các bác cứ tham khảo mẫu số 3 này cho em. Mẫu số 3 điều chỉnh giá cho tất cả các bác là 300 000 Đến mẫu số 4 đi, lên cho bác hai con, một con lưỡi 28 và một con lưỡi 25. Lễ 2 hay 25 thì hai con này đều đang sử dụng cùng cùng chung một chất liệu là dòng bi mài trắng. Thứ hai là cái cán của nó đều thiết kế cho bác là những cái nếp gập, nếp khúc làm sao mà các bác cầm nó có độ tì tay và êm tay các bác nhá. Tay em tay phụ nữ thì cầm nó hơi lọt thỏ thôi. Các bác tay đàn ông thì cầm vào cái cán này lại chắc khỏe cực kỳ đối với mức độ là dày 5 ly lưỡi như thế này các bác cứ chặt nặng cho em ở mức độ là chân giò thủ lợn này đi đường mình cứ chặt cây củi to mắt che già cho em nhá đang có hai con một con lưỡi 28 và một con lưỡi 25 đối với con hai lưỡi 25 này thì nó sẽ vát xuống vát hẳn xuống nhá các bác nhé các bác nhìn cái đầu lưới nó vát hẳn xuống còn như con kia thì nó hơi bo bo hai kiểu khác nhau đấy một con là vắt xuống một con là vắt lên đấy à, lưỡi 25 thì cầm nó sẽ nhẹ hơn và cân đối nhẹ hơn các bác nhá cầm nó nhẹ hơn lưỡi 28 hôm nay điều chỉnh giá cho tất cả các bác là 360 trăm sáu và lưỡi 25 điều chỉnh giá cho các bác chỉ có giá là 320.000 các bác nhá 350.000 và 320.000 Hai con này đều được thiết kế cán mun Có lỗ đồng ở đuôi dao Để các bác cầm làm sao nó có sự chắc nịch nhất có thể Còn về chất lượng lưỡi thì các bác em bảo đảm cho các bác là dùng Chỉ có gọi là chặt xuống trở lên thôi các bác ạ Đến mẫu số 5 Con này là sử dụng dòng ống khoan dầu khí không ăn gì Thực ra bản lưỡi số 5 này nó hơi to và rộng nó cũng sẽ hơi kẹt bác dùng một chút Nếu bác nào mà mình thích chặt xuống ống chân giò mà nó không bị han gì hoặc lâu lâu mình mới dùng không bị han gì và mình có thể mang con này về sưu tầm được sưu tầm được sử dụng vẫn được sưu tầm vẫn được mang đi đường vẫn được đấy thì mình ưng một em mãi như thế Thì hôm nay em để giá cho tất cả bác con này Cực kỳ là vừa vặn 360.000 một em các bác nhá Đấy là mạng số 5 Duy nhất một con thôi Lưu ý hôm nay em lên thì mỗi con chỉ có một con duy nhất Không có con thứ hai Và sẽ không có một cái giá thứ hai nào hết các bác nhá Còn con tông này thì thực sự là em làm trả một bác khách Từ đầu năm đến giờ rồi Đến giờ bác chưa lấy Tổng kho cuối năm em mang ra bán lại cho tất cả các bác luôn bởi bình thường ấy tông em ít khi mài trắng và tông ít khi em có lá chắn đồng vàng như hàng này do bác khách đặt theo thiết kế nên đang có lá chắn và khâu đồng vàng thậm chí có cả chút đồng ở đuôi con này hiện tại lưỡi 30 độ dày sống lưng rơi vào bốn ly rưỡi bản rộng rơi vào bản 6 để giá cho tất cả các bác là 360.000 mươi một em các bác nhé mời các bác tham khảo xong một bảy mã 8 lưu ý giúp em là mỗi con chỉ có một mã duy nhất thôi các bác ạ Mã 7, mã 8 này nếu mà các bác muốn sử dụng cái con uh, uh, khác Thì mình có thể tham khảo sang cái chất liệu khác Tiếp theo đây thì em mời các bác tham khảo sang cái chất liệu của mã con uh, số 7 Nó sẽ là một cái con chất liệu khác hơn so với những cái chất liệu vừa rồi Đó Mời các bác cùng xem Thì à, mã số 7 này thì nó cũng rất là vừa vặn thôi Các bác nhé Lưỡi nó hiện tại rơi vào 25 Cán rơi vào 11,5 Con này là hệ vừa vặn và chất liệu Nó sử dụng là dòng ống khoan dầu khí không ăn gì Có mã 5 và mã 7 là hai mã sử dụng dòng ống khoan dầu khí không ăn gì Lưu ý giúp em là sử dụng không bao giờ bị ăn gì Hàng này là hàng rèn Nên sau khi các bác dùng nó có cùn đi chăng nữa Thì các bác vẫn mài lại Vẫn sắc bén cho em Ở phần cán thì nó có những cái điểm khuyết tặng điểm nhấn cho con hàng thôi. Nếu bác nào thích sưu tầm chẳng hạn mà sử dụng một con hàng vừa vặn chẳng hạn thì các bác có thể tham khảo sang mã số 7 cho em. Thì mã số 7 hôm nay điều chỉnh giá cho tất cả các bác chỉ có giá là 320 000 một em các bác nhé. Đến mã số 8 đi ạ. Mã số 8 con này lưỡi rơi vào là 23 các bác ạ. 23 bé hơn con số 7 đấy một chút. Cho bác nào mà thích dòng ống khoan dòng khí à, dòng này là dòng vòng bi nhá. Con này là dòng vòng bi, cán là có ốp đồng và cán là cán gỗ cẩm nam và có ốp đồng như thế này cho các bác. Ốp đồng là đồng nguyên miếng luôn. Cân đối lại cái lưỡi và cái cán thì cực kỳ là vừa vặn rồi. Bác nào ưng ý mã này thì để giá 320 000 thôi các bác nhá. Đến mã 9 mã 10. Mã 9 mã 10 thì sẽ lên cho tất cả các bác là hai con dao curry để đen. Nó một trong những cái mẫu dao cũng rất là hay. Mẫu dao rất là hay, chặt cục. Đấy chặt nó hơi cụp xuống một tí nhưng mà đảm bảo cho tất cả các bác một điều là rất dễ chặt và rất dễ sử dụng nó ở hai mẫu này à, điểm phía cuối dao thì nó sẽ có một cái điểm loe tạo cái độ tì khi mà các bác mình sử dụng lưu ý giúp em là độ dày sống lưng 5 ly nên tạo cái độ chặt cho tất cả các bác thì cực kỳ là nặng và khỏe tay em đang sẵn hai con một con thì lưng trên dài hơn và một con là lưng trên ngắn hơn cho tất cả các bác mình cầm mình sử dụng thoải mái các bác nhé cầm làm sao sử dụng thoải mái nhất có thể cho tất cả các bác mà chặt nặng thì các bác bao chặt cho em cặp này em có một cặp để giá cho tất cả các bác cực kỳ cực kỳ là hữu nghị trong cái cặp này 290 000 Đây có lẽ sẽ là cặp giá rẻ nhất trong cái clip ngày hôm nay em lên cho tất cả các bác. Bởi vì con này khởi điểm ban đầu nếu mà hàng làm mới nó sẽ lên đến nó sẽ lên đến 370 đến 420 một con các bác nhá. Dòng ống khoan dầu khí không ăn gì mà hôm nay điều chỉnh giá cho tất cả các bác là 290 000 290 000 một em, đấy là mã số 9. Đến mã số 10 các bạn lên mã số 10 cho tất cả các bác Con này thì được cái một dáng rất là hay Thực sự là con này đợt trước lên một lần rồi Nhưng hơi bỏ quên cái dáng em này Dáng lưỡi em này cực kỳ là xinh lên cho tất cả các bác nhá Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có cái điểm lưng cong này Nó có điểm mũi tù ở cái cán này Nhìn con hàng nó rất là lạ và xinh Cho bác nào mà mình thích hệ sưu tập cái con nào mà lạ lạ xinh xinh như thế này thì các bác có thể tham khảo sang con này xem cán thì phần đầu vẫn là ốp đồng lưỡi là 30 mươi dày và năm ly bác cứ chặt chân giò xương ống thủ lợn mình cay củi thì mình chặt thoải mái cho em nhé bao bảo hành cho tất cả các bác đối với những hàng này không ưng thì hoàn lại tiền luôn chứ không lỗi một đổi bột nữa các bác nhé bán hàng gọi là uy tín lâu năm mà Em lên cho các bác thì hôm nào cũng lên clip gọi là vui video một phần là nhiều bác xem video của em mang tính chất là giải trí. Lâu lâu thấy con nào ưng thì mình lấy, mình gọi là đam mê mà phải ông bác. Còn Zalo của em vẫn là 0347753780 các bác cứ lưu lại cái Zalo đấy hoặc là mình cứ nhắn qua cái Zalo đấy giúp em. Cứ alo cho em thì em sẽ tư vấn cho tất cả các bác hoặc để hàng cho các bác. Một trong 10 mã này các bác ưng mã nào thì em để mã đấy luôn bởi vì lưu ý giúp em là mỗi mã chỉ có một con thôi. Mã 1, mã 2 có vỏ, mã ba không vỏ còn ốp đồng Mã 9 chỉ có 299.000 thôi các bác nhá Mã 10 thì một con mũi tủ cực kỳ là xinh Mà mẫu này em chưa từng lên cho cả các bác luôn Các bác ưng ý thì cứ nhắn em nhá Hẹn gặp lại các bác trong những clip giao bếp này Giao đi rừng này, giao phong thủy Ở lần sau các bác nhá, xin chào ạ